Chào các em, chúng ta sẽ cùng nhau giải vòng số 3 V-Lombic lớp 9. Các em chuẩn bị nháp và máy tính, hay là chọn một cái bài giải mà học sinh giỏi lớp 9 của thầy đã giải để chỉnh sửa và hướng dẫn cho các em. Bài thi số 1. Bài toán căn hai lớp. -1 5 Các em tách bài số 4, em tách 14 thành 9 và 5. Bắt tay với trừ 6 căn 5 sẽ ra hàng đẳng thức là 3 trừ căn 5 tất cả bình. Lấy căn của biểu thức đó sẽ ra là 3 trừ căn 5, tức là trừ căn 5 cộng cho 3. Vậy ta có A bằng -1 và B bằng 3. Xin lỗi, A là 3, còn B là -1 nha. Rất may chúng ta là tính tổng thì nó cũng đổi là bằng 2. Hệ thức lượng tam giác ABC vuông là A, đường cao là AH, BH bằng 9, CH bằng 16. Như vậy AH của chúng ta sẽ bằng 12. AC dùng Pythagore các em tính sẽ ra 20. Giá trị nhỏ nhất các em dùng máy tính. Giá trị nhỏ nhất bằng 4, như vậy căn vô là thành 2. Bài 7 giống bài 5 nha. Em dùng Pythagore. Như vậy là AB sẽ bằng 15. Lại bài toán căn hai lớp. Nếu lười em có thể bấm máy, nhưng mà đừng lạm dụng em nhé. Bài toán là bài toán căn hai lớp. Thầy có chuyên đề riêng về bài toán căn hai lớp. Các em lên web theo dõi ha. Đáp án là 19.
chào các em, thầy có việc một chút. Giờ ta trở lại bài toán câu số 9. Câu số 9 các em đã vẽ hình xong chưa? Tam giác DAS vuông ở D có hai trung tuyến là DM và EN. DM bằng 2,5, giải tan suy ra EF sẽ bằng 5. Vì cạnh huyền gấp đôi trung tuyến ha, trung tuyến ứng cạnh huyền, tam giác vuông bằng nửa cạnh huyền, các em biết rồi. N bằng 4. Bây giờ các em muốn tính DE ha, ta gọi DE là x đi. Ta gọi DE là x. Rồi ta gọi DN là y. Như vậy các em sẽ có x bình cộng y bình bằng 4 bình theo định lý Pythagore trong tam giác DN. Em lấy nháp ghi cho kỹ nha. Rồi ta lại có tam giác DEF, DEF cũng vuông, vậy ta có công thức Pythagore thứ hai là x bình cộng 2y tất cả bình thì bằng 5 bình. Tức là gì? Tức là x bình cộng 4y bình thì bằng 25. Trong đó x bình cộng y bình đã chiếm 16 rồi. X bình cộng y bình chiếm 16, mà x bình cộng 4 lần y bình thì bằng 25. Vậy suy ra là 3y bình, 3y bình sẽ là 25 trừ 16, tức là 9. Vậy y bình sẽ bằng 3. Y bình bằng 3 thì x bình sẽ bằng 16 trừ 3, vậy x bình sẽ bằng 13. X bình bằng 13 thì x sẽ bằng căn của 13 các em ạ. Và đó là cái đáp án ta cần tính. 3 phớt nhập kết quả đã làm tròn đến chữ số phương thứ hai trên máy tính là 3,60555. Giờ đáp án là 3,61 theo quy tắc làm tròn. Đây là một bài khá hay và khó. Câu số 10. Cho tam giác MNP vuông ở M có đường cao MH. MH bằng 12. MN là phần MB bằng 3/4. Như vậy là MN là 3 phần, MP là 4 phần, NP theo định lý Pythagore sẽ là 5 phần. Thì các em tính NP ha. NP thì dễ thôi, ta dùng hệ thức lượng số 3. MH nhân NP sẽ bằng MN nhân cho MP. Từ đó các em sẽ tìm được x. X của chúng ta sẽ bằng 12 nhân 5, tức là 60 chia cho 12. Vậy x sẽ bằng 5. Như vậy NP sẽ bằng 25 chứ. Cạnh huyền là 25. Hai cạnh góc vuông là 15 và 20. Thì đường cao đúng bằng 12 luôn. NP sẽ bằng 25 cm. Như vậy có thể nhìn qua đáp án của bạn học sinh là đúng hết rồi đó. Đáp án nào cũng đúng hết. Có câu 9 là thầy đánh giá là khó nhất, nhưng mà bạn vẫn làm đúng, rất là giỏi. Lại nữa kìa, rất cẩn thận. Có sai một hai câu cũng đừng có gọi là quá đau buồn các em nhé, bình thường thôi. Mình sai thì người ta cũng sẽ gặp khó khăn, cũng sẽ sai thôi. Cơ hội như nhau hết, tự tin lên. Rồi, bạn học sinh rất giỏi. Bài thi số 2. Tăng dần. Bài toán này nhìn qua các em sẽ thấy là không có gì là khó cả.
bài này chỉ cần dùng máy tính tính xấp xỉ ra là được cái. Như vậy bạn đã tính xong. Giờ phần việc tiếp theo thì chắc ai cũng làm được cái nhỉ. Trừ 9,5 là nhỏ nhất. Rồi tới trừ 2,2. Rồi tới trừ 1,36. Hết số âm rồi tới số 0. Rồi giờ ta đi tìm đầu không. Đầu không đây. 0,76. Ta đi tìm đầu 1. 17, 173, 14. Giờ 14 là nhỏ nhất. Rồi tới 173. Hình như sai rồi. Bảy là phải nhỏ hơn 173 chứ, đúng không? Rồi ta đi tìm đầu 2 cái. Đầu 2 khá nhiều. 222, 223, 244. Như vậy có thể nói 222. 2,2 là nhỏ nhất rồi. Này nhỏ nhất nè. Ồ, cẩn thận các em. Đây đây đây, có cái đầu 200 này. Cẩn thận nha. Ta chỉ còn một lần nữa là chết á. Hết đầu 1 chưa? Rồi 200 thì nhỏ nhất rồi, yên tâm rồi, lớp tớp là đi liền rồi. 223 bỏ, 253 bỏ, 222 lấy nè.
thuận nha. 222, 2,22 là nhỏ nhất hả? Trong cái đám này đúng không? Nó ở hàng nào vậy? Đây. Ồ, cẩn thận đó các em. Tám bỏ, 2,4 bỏ, 2,5 bỏ, 2,2 là nhỏ nhất. Rồi tới 2,23. Vẫn con đầu 2 nhiều quá. 4, 5, 9, 6, 5, 3. 2,44 là nhỏ nhất. Yên tâm rồi. 25, 26, 29, 253 thì ta lấy 25. Rồi tới 253. Rồi tới 64. Rồi tới 82. 2,9, 3,14 và cuối cùng là 3,16. Bài thi số 3. Giá trị nhỏ nhất kênh dùng máy tính cho nhanh. Là bằng 2 chứ. M lớn trừ 2 vậy là M cộng 2 lớn hơn 0. Như vậy kết quả rút gọn của nó sẽ ra là 1. Nếu M nhỏ trừ 2 nó sẽ ra âm 1. Thì em tự giải quyết ha. Nghiệm của phương trình này là gì? Em giải bằng tay đi. Ta đưa về một loại căn đồng dạng thôi, nó sẽ ra là căn 3x bằng 7, vậy x sẽ bằng 9 đó các em. Ồ, sai rồi. Các em cố gắng lấy nháp ra giải thật kỹ nha. Lớp lớp rất là dễ sai, nó như thầy cũng sai vừa rồi. Em cẩn thận.
Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có cơ hội để sửa sai. M nhỏ hơn N. Vậy ở cái tử các em sẽ rút 4 ra, nhưng mà vẫn nằm trong căn ha. Căn của 4 thừa số cho M trừ N tất cả bình. Vậy cái tử sẽ biến thành 2 nhân giá trị tuyệt đối của M trừ N. Cái mẫu rút 3 ra là còn N trừ M trong mặt. Thì M bé hơn N, cho nên giá trị tuyệt đối của M trừ N sẽ bằng N trừ M, tức là thành số đối của nó. Vậy rút gọn với mẫu luôn sẽ ra 2/3. Nháp cẩn thận các em, rút kinh nghiệm bài tập vừa rồi. Bài này ta dùng biến đổi thôi. 16 cộng 9 là 25, lấy căn là 5/4. Tiếp tục 9 5 45 với 4 là 49 là 7/9. Rồi 1 0.01 là 1% là thành 1/10. Đúng không? 5 rút gọn với 10 là còn 2. Vậy nó sẽ ra là 7/72 cộng cho 2 17/14. 17/24 xin lỗi. Như vậy đáp án sẽ ra là gì? Sẽ bằng 3 cái. Giá trị lớn nhất của yếu thức này sẽ là 3. Bởi vì trong căn giá trị lớn nhất là 9. Dùng Pythagore, các em sẽ tính được cạnh huyền là bằng 25. Và dùng hệ thức lượng số 3, lấy 15 nhân 20 chia 25 sẽ ra đường cao là bằng 12. X sẽ bằng 3. Cái biểu thức trong một đơn sẽ ra 4 căn 2 lớp. Em tắt số 7 thành 4 và 3. Muốn biểu thức này lớn nhất thì cái mẫu này phải nhỏ nhất kìa. Thì cái mẫu nhỏ nhất này sẽ bằng 1. Lúc đó 9 chia 1 sẽ được 3, 3 cộng 1 sẽ ra 4. Người ta hỏi x đạt được khi nào, em cẩn thận nha. Khi người ta hỏi là giá trị cực đại nó sẽ khác, và khi hỏi x là bằng bao nhiêu để đạt được giá trị cực đại nó sẽ khác, các em phải cực kỳ cẩn thận đọc đề cho nó chuẩn nha. Hấp tấp là sai liền. Đó, số nghiệm của phương trình này chính là số nghiệm của phương trình x bình trừ 6x cộng 5 bằng 0. Nếu các em giải đúng, x sẽ bằng 1 và x bằng 5. Như vậy có 2 nghiệm. Người ta hỏi số nghiệm chứ không hỏi nghiệm là gì nha. Cẩn thận lớp tớp là chết.
nghiệm của phương trình này. Vậy ta có hai bài toán con, x trừ 2 có thể bằng x cộng 4, cũng có thể bằng trừ x trừ 4, chưa tính điều kiện các em nhé. X trừ 2 mà bằng x cộng 4 thì đó là một bài toán vô nghiệm. Còn x trừ 2 bằng trừ x trừ 4 thì ta sẽ có là 2x sẽ bằng 2 và x sẽ bằng 1. Vậy bài này chỉ có một nghiệm là 1 thôi. Coi lại đi, hình như sai rồi. X trừ 2 bằng trừ x trừ 4. Như vậy gì? Như vậy là 2x sẽ bằng trừ 2, x sẽ bằng trừ 1. Bài này chỉ có một nghiệm thôi là trừ 1. Trừ 1 cộng 4 là 3, trừ 1 trừ 2 là trừ 3, đúng rồi. Bài này các em sẽ dùng bất định thức Cauchy của chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 ha. Cái này bạn nào tham gia sẽ dễ hiểu hơn. Ta có bất định thức Cauchy áp dụng cho hai số không âm là A cộng B lớn hơn bằng 2 căn AB. Như vậy các em sẽ bổ sung cho nó ra hình dạng của định lý của bất định thức Pythagoras, bất định thức Cauchy nhé. A lớn sẽ bằng 5x trừ cho 5 cộng 180 trên x trừ 1 rồi cộng lại cho 5 để cân bằng như cũ. Rút 5 ra, 5x trừ 5, các em rút 5 ở trong 1x trừ 1, đó là một số không âm, số dương luôn đó, bởi vì x lớn hơn 1. Cộng 180 trên x trừ 1 cộng cho 5. Áp dụng bất định thức Cauchy cho 5x trừ 1 và 180 phần x trừ 1, nó sẽ lớn hơn bằng 2 lần căn của A nhân B, tức là 5 nhân cho 180. 5 nhân 108 sẽ bằng 900. 2 căn 900 sẽ bằng 60, rồi cộng 5 nữa là sẽ bằng 65. Đáp án là 65 rồi. A lớn bằng 5x nè, trừ 5 cộng cho 180 trên x trừ 1 5x trừ 5 rồi cộng lại cho 5 nha, nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn. Rồi 5 x trừ 1 nhân cho phân số 180 phần trừ 1 cộng cho 5 sẽ lớn hơn 1 bằng 2 nhân cho 5 nhân 180 là bằng 900, vậy đây là 30 cộng cho 5 không? Tức là lớn hơn bằng 65. Đáng 65. Rồi bài tiếp theo, bài lấy điểm tối đa đây các em. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AD, trực tâm H. Biết rằng góc BAC nhỏ hơn 90 độ, AH bằng 14 cm, BH bằng HC bằng 30 cm. Khi đó độ dài AD sẽ bằng bao nhiêu cm? Các em vẽ thử hình ra xem. Ồ, đây là một bài rất khó. Đối với học sinh bình thường sẽ rất là khó.
ai mà giải được bài toán này thì cũng phải có chất toán trong người, phải là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải kẻ đường phụ, hay người ta còn gọi là kẻ yếu tố phụ để giải đó các em. Bây giờ đối với những bài toán hình học mà kẻ thêm yếu tố phụ thì đòi hỏi cái sự thông minh rất là cao. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em một cái cách vẽ yếu tố phụ tham khảo nha. Bây giờ các em gọi HD là X đi, đặt DH là X cho thầy, X cm đó, giống như giải toán một cái lập phương trình đi. Các em tính được X xong thì các em sẽ tính được AD bằng cách lấy 14 cộng X thôi. Bây giờ trên cái tia đối của tia DH, tức là các em kéo ngược lại với hướng DH, các em lấy thêm một điểm E sao cho DE bằng DH, tức là D là trung điểm của HE đó. Vậy ta có D là trung điểm HE thì DH bằng X, DE cũng bằng X luôn. Các em vẽ hình đi, lấy nháp vẽ hình các em sẽ tưởng tượng được cái thầy đang giảng thôi. Giờ các em dễ dàng chứng minh được tam giác BHD sẽ bằng tam giác CED đó, theo trường hợp cạnh góc cạnh ha. Và từ đó các em sẽ suy ra được là BH sẽ song song với CE do có hai góc xoay lê chồng bằng nhau. Như vậy EC sẽ vuông góc với lại AC, EC vuông góc AC. Bây giờ các em dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông ACE vuông ở C có đường cao là CD thì các em sẽ có cái công thức hệ thức lượng là gì? Là CE bình sẽ bằng ED nhân cho EA. Thầy nhắc lại, CE bình sẽ bằng ED nhân cho EA. Trong đó CE là bằng BH đó các em. Còn ED là bằng X, đúng không? Còn EA là bằng X cộng 14. Bây giờ ta sẽ có một công thức là 30 bình bằng X nhân cho 2X cộng 14. Rồi ta đưa về một phương trình bậc 2 là 2X bình cộng 14X trừ 900 bằng 0. Rồi mình giải phương trình bậc 2 này. Các em sẽ thu được hai đáp án là X bằng 18 và X bằng trừ 25. Dĩ nhiên ta sẽ loại đáp án trừ 25, ta lấy đáp án X bằng 18. Như vậy HD sẽ bằng 18 và AD sẽ bằng 32 các em nhé. 32 mới là đúng. Còn bạn học sinh này đang bí, chắc là bí luôn rồi. Trong trường hợp bí thì các em có thể là để nguyên, để ăn 90 điểm. Còn nếu các em thích mạo hiểm, thích đạt 100 thì các em nhập đại đáp án gì đó cho nó qua rồi các em làm câu tiếp theo, để hy vọng câu tiếp theo nó dễ hơn. Còn nếu để an toàn thì các em để nguyên là 90 luôn ha. Tùy các em, đó là thủ thuật tồn tại khi thi.
Như vậy có thể thấy là bạn đã bí rồi đó Ken. Giờ không biết là bạn để yên luôn để lấy điểm 90 hay là bạn quyết định vượt qua để lấy câu hỏi khác. À, bạn chọn đáp án 7 là sai rồi. Đáp án đúng của bài đó hồi nãy thầy đã nói rồi Ken nhé. Ồ, may quá, bài tiếp theo là dễ. Có thể dùng máy tính bỏ túi. À, xin lỗi, giải bằng tay thôi là ra. Ta đưa về phương trình giá trị tuyệt đối là nó sẽ đơn giản thôi. Rồi một bài nữa, hy vọng bạn vượt qua luôn. Đối với bài này thì các em cứ bình phương hai vế để giải thôi. Ta thử bình phương ngoài nháp thử các em. Chuyển x qua bên kia, bình phương lên, ta sẽ có x bình bằng 2 lần giá trị tuyệt đối của x trừ trong 1. Rồi ta chuyển hết qua một bên là x bình phương trừ 2 lần giá trị của x cộng cho 1 khoảng 0. Vậy các em sẽ có hai bài toán con. X có thể không âm hoặc là âm đúng không? Vậy ta có hai bài toán con là x bình trừ 2x cộng 1 bằng 0 và x bình cộng 2x cộng 1 bằng 0. Vậy là có hai giá trị x có thể là nghiệm của phương trình ban đầu, đó là 1 và trừ 1. Bởi vì ta có hai hằng đẳng thức là x cộng 1 tất cả bình và x trừ 1 tất cả bình. Giờ ta thử lại thôi. Nếu thay x bằng 1 vào thì các em sẽ thấy là không phải là nghiệm, bởi vì vế trái sẽ ra 2, vế phải ra 0. Còn nếu x bằng trừ 1 thay vào thì nó đúng là nghiệm luôn các em. Vậy bài toán này chỉ có một nghiệm thôi, đó là x bằng trừ 1. Nhưng mà người ta không có hỏi nghiệm là bao nhiêu các em nha, cẩn thận nha. Người ta hỏi tập nghiệm có số phần tử là bao nhiêu, các em nhập là một nghiệm thôi. Còn khi nào người ta hỏi nghiệm là gì thì các em mới nhập là trừ 1. Cẩn thận đó. Tạm biệt các em.